Rồi rồi, bây giờ thì chú thả đi. Rồi. Ồ, như một chiếc tàu ngầm kilo luôn. Em ơi, này em mua thuốc này. Dậy uống thuốc đi. Sốt à? Đi lâu chưa? Đi lâu chưa? Từ sáng nay hả? Anh mua thuốc phải rồi này. Thế là cuối cùng là Châu cũng ốm rồi các bạn ạ. Ở đầu video cho Long gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. À, mình vừa mới hành trình đi lấy thuốc về cho vợ ấy. Đây là có cả kháng sinh này. Nói chung là báo người ta là sốt, mỏi mệt. Có ăn cháo không? Không ăn cháo á? Độc khát nước á? Hay là mua gói oxygen nhỉ? Ôi trời ơi, ốm rồi, đè côn gen rồi. Sau bao nhiêu ngày dầm mưa dãi nắng như thế, giờ mới ốm là hơi muộn em ạ. Thế cuối cùng là em ốm trước anh à? Đau hết người. Thì tất nhiên đau thì nó mới sốt rồi, còn nếu không đau thì không sốt được. Hả? Cắt em cây củ giấy để sau đánh gió. Ở đâu bây giờ cũng toàn bùn nội thôi các bạn ạ. Có lẽ là mình sẽ phải chui vào trong AV. Mình cắt lên một cái cây giấy này. Thế là cũng có đến lúc phải dùng đến nó đấy các bạn ạ. Đấy. Bơ ơi, chị Hương của em ốm rồi nhá. Hai đứa ơi, chị Hương ốm rồi. Có đứa nào vào đánh gió cho chị Hương không? Chị Hương suốt ngày tắm cho chúng mày cơ mà. Nào đi ra. Chị Hương tắm cho suốt ngày mà giờ chị Hương ốm không đứa nào. Hỏi han gì à? Nào ra. Đúng là con trâu còn phải đổ thì ghê rồi nhỉ. Thế cứ nằm xuống. Có sốt đấy. Phải uống chưa nhỉ? Thế phải uống thuốc hạ sốt xong mới truyền nước được hả anh? À thế ạ. Đau đầu, sốt, đau người. Vâng. Uống trước, anh có nước không cho em xin đi. À nước kia ạ. Quá chủ đạo, nước thuốc đầy đủ nha. Đấy. Phải khỏe mà có người chăm chim cho được đi. Thế bạn nằm ở đây nhá. Lúc nào anh ấy tiếp nước cho thì tiếp nhé. Lúc nào xong rồi gọi tớ nhé, để tớ về tớ cho chim ăn, được chưa? Cố gắng lên nhá, Châu nhá. Châu mộng mà lại ốm thì chán lắm. Anh ơi, sau rồi anh theo dõi anh tiếp nước giúp em mình nhá. Vâng, vâng. Tranh thủ đợi vợ tiếp nước ấy, thì mình đang trên đường về, thì Nhân có gọi điện cho mình bảo anh ơi bố em đánh được con cá chấm đen to quá. Thì đợt này thì cá nó rẻ, ở sông thì người ta cũng đi... đánh được nhiều rồi người ta đi câu được nhiều, thế là thành ra là cũng rẻ. Thế là Nhân bảo là về em cho anh một con, anh mang về bể thả cho nó to, thi thoảng quay cho mọi người cho nó rực rỡ. Nghe đến cái câu này thì mình cũng thấy có lý, mình bảo ơ thôi được rồi, nếu mà rẻ quá thì chú tặng cho anh được để anh đem về thả bể. Mình cứ tưởng là bé cơ, mình bảo Nhân bảo chú thử đặt lên cân xem là tình hình nó như thế nào để còn tinh thần còn phấn khởi. Nhá, 5 cân này, lịch sử chưa? Qua là trừ cả bì đi, qua tính qua 5 cân. Thế bây giờ chú cho, cứ cầm vào thau hay cho vào lưới, cầm ra thả giúp anh cái. Thì một người cầm, một người ấy quay các bạn thì nó dễ hơn. Cứ để vào thau, bưng cho nhanh. Cứ để vào thau, bưng cho nhanh chú ạ. Đi. Rồi xuống trước. Ôi đấy, nhảy. Đấy, quận khoanh thế, quận khoanh giữ đuôi. Rồi. Cứ ôm, chú cứ ôm cá vào. Ui, thủy quái sông cầu. Đấy, em đi đường này. Bây giờ em đi vào đường này. Rồi em từ từ bình tĩnh để anh vào đã nhá. Em tiến lên đằng trước kia đi. Tiến lên đi. Đấy, từ này oxy đủ cho cá không? Rồi, từ từ để cho anh xin kiểu ảnh cùng với mọi người cái. Cho nó đẹp trai nhỉ. Đấy, chú cầm con cá lên sau thả. Chú cầm con cá lên sau thả cho mọi người, khoe với mọi người. Cầm lên mà nó dây to. Dây gì rơi thì thôi. Rồi. Rồi, bây giờ thì chú thả đi. Rồi. Ồ,
như một chiếc tàu ngầm kilo luôn. Ghê chưa? 5 cân. Vẫn khỏe mà. Vậy trong này của anh có oxy. À, cái bể này của mình hôm qua là mình rửa ráy rồi. Thế nhưng mà chắc là cái bùn vẫn ở trong các ống, trong các ống lọc. Thế thành ra là chắc mai ngày kia lại phải rửa thêm một lần nữa thôi các bạn ạ. Di chuyển được con cá về mà khướt thật đấy. Vịt thì anh gửi trong nhà chú. Đây còn thì công việc đây, tí nữa là anh phải bắt vít cái chỗ này. Sau đó còn đi đón chị nữa. Chị ốm à? Đúng là mình cũng chưa nuôi cá chấm bao giờ. Thì cứ thử thả nó vào đây. Nếu như mà nó ngon lành cành đào ấy các bạn, là sẽ một tuần nữa hoặc thậm chí 3-4 hôm nữa là nó sẽ quen với cái khu vực, cái môi trường trong này. Thì lúc đó là mình sẽ kiếm ốc, kiếm hến là mình thả vào trong này mình nuôi. Thì thi thoảng ra đây mà cho vịt, cho chim ăn mà được nhắm chúng nó bơi lội ở dưới là kể là cũng đẹp lắm đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì công việc của mình là chưa thể động tới mấy con cá này được, còn nhiều việc lắm các bạn ạ. Bây giờ công việc tiếp theo của mình là đây các bạn này. Đấy. À, mấy hôm vừa rồi vợ mình không có ốm, không có dám ốm. Tại sao kể lại bảo ốm mà cũng không có dám ốm? Thì các bạn biết đấy. À, có lần mình bảo là muốn ốm lắm mà không có ốm được vì công việc nó nhiều. À, thì không phải là mình mong muốn ốm mà là ốm được đâu, mà chả là thực ra là khi mà mỏi mệt rồi nhưng vẫn phải cố làm ấy, thì thành ra cũng không có thời gian để mà ốm thật sự luôn. Thì chính thức là vợ mình là cũng mỏi mệt rồi, kiệt sức rồi sau bao nhiêu ngày vật lộn với lại thời tiết này, vật lộn với lại lũ lụt như vậy, thì là mình cũng cảm nhận là khá tuyệt vời rồi đấy các bạn ạ. Đối với một người phụ nữ, sức chịu đựng thì cũng không thể bằng người đàn ông mình được. Thế cho nên là cái chuyện là ốm đối với mình như vậy là vợ mình là quá khỏe khoắn rồi đấy. Thế thôi, vợ ốm rồi thì mình lại phải làm tiếp những cái công việc để chuẩn bị, còn đón vịt uy nương về này, đón chim chỉ về này, thì là cái việc chỉnh trang lại AV là phải triển khai. Thì mình vẫn nhớ mãi cái kỷ niệm các bạn ạ. Cái kỷ niệm là cái AV này, chính AV này nó ngập này. Hai vợ chồng là chạy lù cho bác Lan đến tận 1 giờ đêm mới về. 1 giờ đêm mới về thì sau đó là đi ra ngoài này thì là nước bắt đầu vào tới đây các bạn này. Nước vào đúng tới đây này. Đấy, thì là vịt lúc bấy giờ là nó cứ tìm cái chỗ nào nó cao hơn thì nó ngóc đầu lên, thì cái góc này nó cao hơn một tí thì mình đã phải mở cái lối này vào để sau đó là mình chui vào, mình lặn, mình tìm vịt. Đấy, vợ ngồi trên thuyền ở trên này là đợi con nào đi ra chỗ này là ngồi túm. May là cũng không có sổng mất con nào, sổng con nào thì tiếc lắm. Đấy, đó là cái ký ức dầm mưa. Thật sự thời tiết nó có bình yên đâu, nó cũng mưa như này, nó mưa. Có thi thoảng có trận mưa to kinh khủng lắm các bạn ạ. Mưa nó như tát vào mặt luôn ấy. Nhưng mà vẫn cứ phải cố cứu tất cả những con vật. Thì mình cũng bảo rồi, chỉ buồn nhất là mỗi cái con khuyên ở, hai con khuyên ở đây thôi là không cứu được nó ra. Thì đó là một cái buồn của mình là mình không cứu được chúng nó. Thôi bây giờ để mình triển khai lốt các bạn nhé. Câu chuyện thì nhiều khi nó cũng dài lắm. Sau cái trận lũ lụt này thì chắc là mình sẽ phải nhiều cái câu chuyện để sau này mình nhắc tới đến đời con. Mình thậm chí mình bảo rồi, ba đời sau mà nhắc đến cái chuyện lũ lụt này thì vẫn giởn tóc gáy luôn. Không hề đơn giản một tí nào. Tạm thời xong được cái AV này rồi các bạn. Nó chưa được ổn định lắm đâu. Thế nhưng mà cái công việc tiếp theo của mình khi vợ vắng nhà đây các bạn này. Là hôm nay thì lại mang một cặp chim nữa ra ngoài để thả. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đấy. Có một cái bạn đã trả lời, đã hỏi mình. À không, mà thực ra là đã bình luận vào trong kênh của mình. Giờ đã hiểu thế nào anh Long phải làm AV trao màu bạch nó như thế. À đấy các bạn, nhiều khi thì cũng giải thích thì nhiều khi là cũng khó. Chỉ có những ai hiểu thì mới hiểu rõ được nguồn ngành của cái câu chuyện thôi. Khi mà lũ lụt ý, thì là những cái lúc mà nó như thế này mới là cái lúc cần đến cái sàn này các bạn ạ. Vì lúc đó khi mà mình làm ấy thì các bạn cứ tư vấn với mình bảo là như vậy thì thừa quá với nhỏ kia, thì thôi đúng là mình vẫn bảo rồi, ở đâu thì âu ở đó. Ở quê hương mình lũ lụt thì mình biết mà. Thế cho nên là những cái việc làm này nó cũng không có thừa đâu. Thế đến bây giờ thì đấy, làm cao như vậy mà vẫn cứ không ăn thua gì đâu. Vẫn phải là cao hơn nữa cơ. Thế nhưng mà cái AV sau thì mình cũng chỉ làm đến mức như vậy thôi các bạn. Cũng chỉ đến tầm như thế này thôi. Cũng không cao hơn đâu. Vì là cái mực nước vừa rồi ấy thì là không phải là năm nào nó cũng bị như vậy. Đấy, lịch sử người ta gọi là đó là lịch sử trong cái trận lũ lụt như vậy mà. Thì để bây giờ mình mang một cặp này vào để mình thả cho nó rộng rãi. Sau bao nhiêu ngày nó ở trong chật trội này nó cũng
quá mệt mỏi rồi. Đây chính là cái chuồng đầu tiên này là cái lơi của nó. Nó ở đấy. May là vẫn chạy được mấy cặp chim đi vào, chứ không thì cũng vất vả. Tất nhiên là nó cũng chả sao đâu, gì giống cái cặp ở góc kia kìa. Mình không bắt được kịp ra ấy, thì nó cũng không sao cả, nhưng mà cho ăn cho uống nó vất vả. Đây, Ngọc, Ngọc đến tận đây các bạn này. À đâu, Ngọc đến tận đây các bạn này. Đây, ngập hết cả vào cái ổ điện này rồi này. Đó. Thế mình ghê gì này. Các ổ chim ở trong này phải sau nào vào phải dọn vệ sinh sau. Bây giờ tạm thời cứ thả nó ra đã. Úi, đất cát ở trong này vẫn còn nhiều lắm, bừa bộn lắm. Rồi để bây giờ mình dọn dẹp một chút. Vợ ốm là mình sẽ phải vất vả hơn đấy. Ái chà chà. Đi vào đây rồi giờ mình muốn phát hiện một cái chuyện này các bạn này. Chứng tỏ con mắt của mình cũng tinh đấy. Đây có một cái xác của con rắn này các bạn này. Ấy, con rắn này lột thì tức là nhìn trong tư thế này. Đầu nó ở ngoài thì có nghĩa là nó lột nó đã ra rồi các bạn. Đấy đầu nó ngó ra ngoài như này có nghĩa là nó đã ra rồi. Ơi nó chui vừa được cái mắt lưới này luôn các bạn này. Chứng tỏ là chúng ta làm AV ấy, cái lưới này là mắt này nó vẫn to. Nó sẽ phải có mắt gọi là mắt 5 ly. Mắt này mắt của mình là mắt 1 phân. Thậm chí còn phân 1. À, sau đó sau khi mình nhìn thấy cái xác của con rắn đó, mình lại nhìn ra một cái chỗ này nữa các bạn này. Đây à, đây có khả năng mà sau khi là mà nó bò ra là bắt đầu nó lột xác luôn các bạn này. Cái vết này đúng là vết của con đường hình thành đường đi của con rắn. Mà không cẩn thận nó cũng vẫn đang ở trong này thì mình vẫn phải cẩn thận các bạn. Chưa biết là rắn gì hay là nó đi chưa. Mình chưa dám khẳng định 100% nhưng mà đây các bạn nhìn này. Đây có phải là cái đường đi của con rắn không? Đây, nó lách như này. Đấy nó nguồn về bên kia, nó nguồn về bên này. Ha ha, càng đấy. Mà đặc biệt là bộ môn rắn này thì mình lại cũng hơi nhát. Thật sự là mình hơi nhát. Để mình rung nó xem nào. Hay chà chà. Sợ nhỉ. Mỗi một lần trận lụt về, phức tạp thật. Phức tạp đủ thứ luôn các bạn. Đây là khay đựng thức ăn cho nó. Để mình nhìn kỹ ở bên trong xem thế nào. May là nó lại nằm ở trong tổ thì mệt lắm. Kiểm tra từ cả những cái ống sắt trở đi. Kiểm tra từng cả những cái tổ chim trở đi. Không để sót một cái chỗ nào. Nhưng mà mình phát hiện là không còn nó nữa các bạn. Đúng như dự kiến rồi. Tạm thời là theo dự kiến của mình là đầu của nó đã thò ra ấy, thì có nghĩa là nó đã lột đi ra rồi. Đấy, bây giờ mình tiến hành là thả chim thôi. Đúng là nó thì cũng bất đắc dĩ nó phải chui vào đây thôi. Nước lũ thì nó mới chui vào đây thôi, còn nếu không nó cũng chả vào đâu. Rồi em ơi, về nhà mới đi. Về nhà của mình đi. Đấy. Vất vả bao nhiêu hôm rồi nhỉ? Chưa được cả cái miếng chuối nào. Khoái, có chỗ ăn chỗ nghỉ cái là khoái ngay. Đấy, sướng ngay, tha hồ bay nhảy ngay. Còn cái chuồng bên này nữa các bạn, chuồng ở giữa này nữa, còn một cặp nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình không kịp thả nữa rồi. Đấy, lanh quanh làm vài việc nữa, còn đi đón vợ về các bạn. Đấy, sướng, khoái. Khoái là khoái luôn, tha hồ bay nhảy luôn. Thế không đợi bố ra, bố lấy cho à? Hiệp bảo là con bị mắc lưỡi câu. Đâu bố xem nào. Đây là bố bảo câu ở đây này. Để tí nữa xíu nữa bố làm mồi có. Thì là mất lưỡi rồi chứ. Mất lưỡi mới mất chì rồi. Mất lưỡi mất cả chì. Thế là như này gọi là đi câu mất cả cần đấy. Thì là thôi đi về đi. Tí nữa câu ở đây này. Đang chuẩn bị đi đón vợ thì mình nhận được một cuộc điện thoại ở ngoài Hà Nội. Đó là mình nhận được một món quà. Còn món quà nó là như thế nào thì để bây giờ thì mình chờ xe buýt đang tới rồi để mang về, sau đó là sẽ khui ra để cho các bạn xem. Tạm thời cho Long giữ bí mật là một chút xíu nhá. Về được tới nhà cái là cái con nào con đấy là cứ hóng hớt hết ngay. Để bây giờ thì mình khui ra. Thực ra thì cũng gọi là giữ bí mật để có cái câu chuyện làm quà thôi. Chứ đây là một cái món cá các bạn ạ. Đó chính là hôm vừa rồi ấy, thì xem kênh của mình. Còn bạn cũng ủng hộ mình là từ thứ nhất là từ động viên này, tinh thần này, rồi ủng hộ vật chất này. Đến hôm qua thì các bạn xem mình là mất cá koi nhiều ấy, thì hôm nay bạn ấy cũng lại gửi tặng cho mình một chút cá koi về để mình chăm sóc.
Chả biết sao hôm nay mình lại món quà của mình lại có duyên với cá thế, không biết được chứ nhỉ. Các bạn có thấy không? Ở đầu video là mình đã được cậu mình tặng cho mình một nhiều thế. Nhiều thế này các bạn này. Wow. Nhiều quá. Nhiều lắm các bạn ạ. Ui, người ta đóng gói cẩn thận ghê thật. Ô, thế này vợ mình vẫn không ở nhà thì mình. Ôi trời ơi, nặng thế. Bây giờ để mình, mẹ không khiêng được đâu, để con bê ra ngoài kia cho. Có khả năng mẹ ra ngoài kia mẹ mở cho con AV các thứ ra đi, dọc đường đi thôi. Có khả năng là mình sẽ phải sử dụng đổ ra thau thôi các bạn. Chứ không thì lặng lắm. Không khiêng được đâu các bạn. Đổ ra thau sau đó là xả bớt nước đi. Mình cũng không nghĩ là nhiều đến như vậy đâu. Mẹ cầm đầu đấy nhá. Ây ơi. Rồi bây giờ chút ra. Chúng ta sau đổ bớt nước đi. Ui thế này phải tầm 50 con mất rồi các bạn ạ. Ui. Nhiều kinh khủng luôn. Ghê chưa. Ôi cái sai này đúng bằng cái sai cái trà cá của mình vừa rồi. Bị mất luôn các bạn ạ. Ôi sao lại hiểu nhau thế nhỉ. Không to hơn mà cũng không bé hơn. Gửi đúng tặng cho mình những cái sai mà trà vừa rồi mình chăm sóc những con cá koi luôn. Toàn cá đẹp thôi các bạn ạ. Ui, toàn cá đẹp thôi. Ui, thích thật đấy. Thì đấy đang dở câu chuyện thì các bạn ạ. Trà này thì như mình cũng nói nhiều lần rồi. Cũng được rất nhiều các bạn, các anh chị là cũng quan tâm, ủng hộ từ những cái vật chất cho đến tinh thần. Giúp thứ nhất là giúp vợ chồng Long Đen là cải thiện hơn cái cuộc sống và có thêm nhiều cái con vật để chăm sóc hơn. Thì qua đây thì cũng không biết nói gì hơn cả. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Long cùng toàn thể gia đình cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã cho Long được những cái món quà, được những cái lời động viên tinh thần phấn khởi. Ơ mẹ ơi, mẹ để con bưng cho. Con bưng làm hai lần cho. Con bưng một chuyến, mẹ bưng một chuyến. Mẹ bưng làm sao được, để con bưng cho. Căng thế nhỉ. Vào đây là không vào được nữa rồi. Tắc đường rồi. Chặt mất cửa rồi. Rồi, bây giờ thì mình cũng đã cho vào. Xong rồi đây được rồi. Các bạn có tin không? Bọn này mới đầu cho vào đây là nó sẽ nhảy đấy. 100% nó sẽ nhảy mà. Để bây giờ mình thả nó ra. Ấy, trước khi thả thì mình phải cho nó một tí nước nhẹ nhẹ dần dần vào cho nó khỏi sốc nước các bạn. Đang đi ra thì phải ngâm nó vào thì mới đúng hơn đấy. Thế nhưng mà thôi không sao. Nó cũng không sốc mạnh đâu. Sai. Rồi. Về với nhà anh nhá. Wow. Thích thật đấy. Nhiều kinh khủng luôn. Chắc phải hơn 50 con đấy các bạn. Chứ đừng nói là 50 con này. Mà sai cá đẹp ơi, mà cái loại cá đẹp ơi là đẹp này. Đó. Đối với mình thì chả biết là like hay không like, nhưng đại thể cứ nhiều mới lại nhiều màu là rực rỡ lắm. Là thích lắm. Đấy. Đây. Ôi con này còn màu đen luôn này. Ê con này là cái kiểu gì đấy nhỉ? Cái mồm con này là kiểu gì? Trông như giống như mồm cá heo ấy nhỉ? Đây các bạn nhìn này. Y hệt mồm cá heo luôn nhá. Đấy riêng mày là tao thả bằng tay luôn. Đấy. Đây. Con này màu đẹp này. Con này là màu tam thể đẹp ơi là đẹp này. Đây. Có lẽ mình lọc xem vài con đẹp đẹp ra để quay cho các bạn xem. Đây, vàng bạc có hết nhá. Ui con này độc, đầu đỏ chót này. Con này đầu đỏ chót luôn. Rồi. Bây giờ thì xin mời các bạn. Ui nhảy luôn. Giỏi. Chính tỏ bọn này có võ, các bạn ạ. Đấy. Ui cái con này đẹp chưa này. Ui. Ui toàn con đẹp thôi các bạn ạ. Thật sự là xúc động. Xúc động ở đây thì không phải là món quà có giá trị hay là nó không có giá trị, mà Long cảm nhận là được mọi người yêu quý, quan tâm, động viên, gửi tặng, rồi trao tặng những cái món quà. Thì như vậy là cực kỳ tuyệt vời rồi. Nhưng mà có lẽ là cái bể này nó sẽ hơi đục một chút rồi, như ở đoạn đầu mình nói. Thì ngày mai mình sẽ phải xả nó đi, cho nó sạch hẳn đi để nuôi, để cho nó nổi lên màu lên cho nó đẹp các bạn. Chứ ai lại để như này xấu hổ chết đúng không nhỉ? Giờ bây giờ thì có khả năng lần này thì Long sẽ đi đón vợ thật. Không thì tối mất rồi. Thời tiết chuyển sang tối rồi. Thì một lần nữa Long cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm, động viên nhé. Bây giờ thì Long xin phép là Long kết thúc video. Hẹn các bạn sang video ngày mai.